Ê, anh Cường múa đại ca đẹp trai của các loại đẹp trai đang múa ếch bồ hoa mướp đấy, tí nữa thì va vào chân. Cái chiêu của anh gọi là cái chiêu gọi là cái chiêu ngam mi phái. Anh là cái loại thể loại gọi là cái loại BD, bố đại ca của cái loại BD mới học được kiếm pháp của phái ngam mi, ngủ với tất cả các loại con gái, tất cả các loại đàn bà phụ nữ Điên đó. Anh Cường Nguyễn à? là Điên à? đẹp trai, Tôi là người à? quay xuống đôi giáp tỏa ông anh đi đấy, phép cuồng vì độ cú te của anh với chúng tôi rất tỏa ông anh rất đẹp Dẹp đấy. Ừ, lại ấn nào nhỉ? Chị là đẹp trai này.